Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, Đại tướng George S. Quinton Brown Jr., Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã đưa ra lời cảnh báo về việc Nga tăng cường các hoạt động quân sự, bao gồm triển khai tàu ngầm ở Bắc Cực. Theo tờ Washington Post, trong chuyến thăm vào tuần trước tới căn cứ không quân Keflavik tại Ireland, ông Brown cho hay, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ Nga, không chỉ xung quanh Ukraine mà còn trên toàn thế giới. Hoạt động gia tăng tàu ngầm của Nga ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực là lời nhắc nhở rõ ràng về mối đe dọa với NATO từ Nga không chỉ giới hạn ở Ukraine và Đông Âu. Newsweek dẫn lời bà Emma Salisbury tại tổ chức nghiên cứu Caution on Chaos Strategy có trụ sở tại Anh. Cũng theo bà Salisbury, mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Mỹ và Ireland đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo có thể ứng phó với mối đe dọa này. Giới chức Mỹ và Ireland nhận định, chuyến thăm của ông Brown tới Keflavik cho thấy các hoạt động của Lầu Năm Góc ở vùng Hainault tại Bắc Cực đã có thay đổi vì xung đột ở Ukraine. Các máy bay B-8 Poseidon của Mỹ cũng đang hoạt động ở căn cứ Keflavik và làm nhiệm vụ theo dõi tàu ngầm Nga. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các tàu ngầm, một bộ phận quan trọng thuộc hạm đội phương Bắc của Nga, đã bị phát hiện di chuyển theo những tuyến đường lạ và xuất hiện gần bờ biển của Mỹ. Mỹ lâu nay coi Nga, mà cụ thể là hạm đội phương Bắc, là mối đe dọa cấp tính ở Bắc Cực. Trên thực tế, Nga là nước duy nhất trong số 8 quốc gia có lãnh thổ ở Bắc Cực không phải là thành viên NATO. Hiện tại, Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự lớn nhất trong khu vực. Các tàu của hạm đội phương Bắc của Nga cũng đang thống trị vùng Hainault tại Bắc Cực. Washington đã chỉ trích cái mà họ gọi là yêu sách quá mức của Moscow ở Bắc Cực. Tuy nhiên, hồi tháng 9, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga đã sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ nêu lý do không triển khai hệ thống TAAD giúp Ukraine chặn tên lửa, máy bay không người lái UAV của Nga. Xung đột Nga-Ukraine và cuộc chiến ở Trung Đông là hoàn toàn khác nhau, nên Mỹ sẽ không đưa hệ thống đánh chặn TAAD tới gần Ukraine như đã làm với Israel. Đây là tuyên bố của phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh khi được hỏi vì sao Mỹ không triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối TAAD tới các nước NATO để bảo vệ miền Tây Ukraine khỏi đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga. Trong khi đó, Mỹ đã quyết định đưa TAAD và khoảng 100 binh sĩ đi kèm để vận hành hệ thống tới Israel nhằm chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Iran. Theo tờ Pravda, bà Sabrina Singh nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng và Chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu quốc phòng của Israel và Ukraine. Song theo bà, tình huống ở Ukraine và Israel là khác nhau. Bà Sabrina Singh nói, năng lực khác nhau, cuộc chiến khác nhau, khu vực cũng khác nhau, các cam kết của Mỹ đối với Israel và Ukraine cũng khác nhau. Hôm 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Israel khẳng định sẽ trả đũa Iran. Tờ Washington Post hôm 15 tháng 10 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Joe Biden rằng Israel đã sẵn sàng tấn công các cơ sở quân sự thay vì các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân ở Iran. Trong kế hoạch chiến thắng trình lên Quốc hội, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng nhượng lại bất kỳ phần lãnh thổ nào của đất nước cho Nga. Hãng tin AFP Reuters đưa tin ngày 16 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình bản kế hoạch chiến thắng lên Quốc hội, nhấn mạnh rằng nếu kế hoạch được thực hiện ngay bây giờ, thì cuộc chiến với Nga có thể kết thúc muộn nhất vào năm tới. Phát biểu trước các nghị sĩ, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, kế hoạch chiến thắng của Ukraine là một kế hoạch nhằm củng cố đất nước và vị thế của chúng ta, đủ mạnh mẽ để chấm dứt chiến sự. Trong kế hoạch này, Tổng thống Zelensky đã loại trừ khả năng nhượng lại bất kỳ phần lãnh thổ nào của đất nước cho Nga. Ông nhấn mạnh rằng giải pháp không phải là đóng băng cuộc xung đột và không phải là trao đổi lãnh thổ hoặc chủ quyền của Ukraine. Phản ứng về điều này, Điện Kremlin cho biết còn quá sớm để bình luận chi tiết về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky, nhưng Kiev cần tỉnh táo và nhận ra sự vô ích của các chính sách mà họ đang theo đuổi. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định bản kế hoạch của Ukraine có thể tương tự như kế hoạch của Mỹ, cho rằng đây là kế hoạch mà Washington sử dụng Kiev để chống lại Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Trong khi đó, Sputnik News đưa tin, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết, NATO sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công giả định, bao gồm cả cuộc tấn công của Nga. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi giới chức tình báo cấp cao của Đức cảnh báo Moscow có thể tấn công NATO vào năm 2030. Ông Rutte nói, NATO sẵn sàng đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào, bất kỳ lực lượng nào muốn tấn công chúng tôi. Hiện tại và trong tương lai, chúng tôi đang đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận có bất kỳ kế hoạch tấn công nào nhằm vào các nước thành viên NATO.
Tổng thống Nga Vladimir Putin còn cho rằng những lời lẽ phóng đại về mối đe dọa được cho là của Nga đang bị các chính phủ phương Tây lợi dụng để đánh lạc hướng người dân khỏi các vấn đề trong nước của chính họ. Một nhà ngoại giao cấp cao của Ukraine cho biết, Ukraine đề nghị được mời gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trước khi Tổng thống Joe Biden rời Nhà Trắng, cho rằng đây sẽ là di sản phù hợp với nhà lãnh đạo Mỹ. Đại sứ Ukraine tại NATO Natalia Galibareko nói với hãng tin Reuters rằng đưa ra lời mời Ukraine vào thời điểm này là một tín hiệu chính trị. Bà Natalia Galibareko nói trong cuộc trả lời phỏng vấn ở phái bộ Ukraine tại NATO, chúng tôi thực sự tin rằng đây có thể là một phần di sản của chính quyền Mỹ hiện tại. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng tới có thể dẫn đến xáo trộn lớn cho Ukraine, khi Washington là bên cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Dù Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhưng bà vẫn chưa nói sẽ ủng hộ như thế nào. Còn cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa cũng chưa nói rõ ông sẽ ứng xử với cuộc xung đột ra sao. Gia nhập NATO sẽ đưa Ukraine trở thành một phần hiệp ước phòng thủ chung của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Điều này nghĩa là tấn công vào một thành viên NATO sẽ bị coi là tấn công vào tập thể, dù quá trình Ukraine gia nhập có thể mất nhiều năm để đáp ứng được các tiêu chuẩn của NATO. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rõ rằng ông coi lời mời sớm của NATO là một phần trong kế hoạch chiến thắng của mình. Trong cuộc phỏng vấn, đại sứ Galibarenko lập luận rằng lời mời sẽ xóa bỏ vấn đề gây mâu thuẫn lớn giữa Kiev và Moscow. Nỗ lực của Ukraine để gia nhập NATO là một lý do khiến Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Còn Kiev cho rằng họ phải gia nhập liên minh này để đối phó với bất kỳ hành động nào của Nga trong tương lai. Bà Galibarenko nói trong cuộc phỏng vấn vào ngày 15 tháng 10, nếu đã có lời mời, đối với Nga điều đó sẽ giống như phán quyết cuối cùng. Vậy là không còn rủi ro từ chủ đề này nữa. NATO khẳng định Ukraine sẽ gia nhập hàng ngũ của mình và con đường này không thể đảo ngược. Tuy nhiên, liên minh này cũng nói rằng Kiev không thể tham gia khi đang có xung đột và từ chối đưa ra mốc thời gian sẽ kết nạp. Hầu hết các thành viên NATO, bao gồm Mỹ, đều tỏ ra không sẵn sàng mời Ukraine gia nhập vào thời điểm này. Trước đó, một quan chức giấu tên của chính phủ Mỹ đã nói với phóng viên là chưa có sự thay đổi nào trong lập trường của Washington. Trong chuyến thăm đầu tiên tới địa điểm đặt Bộ Chỉ huy quân sự hỗ trợ Ukraine ở Wiesbaden, Đức, tân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte nhấn mạnh, liên minh quân sự này sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Kiev. Trao đổi với báo chí, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, NATO sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa của Nga. Theo các nguồn tin nước ngoài, Bộ Chỉ huy quân sự hỗ trợ Ukraine đang được gấp rút thiết lập tại căn cứ Kleberec của Mỹ. Bộ Chỉ huy này đảm nhận việc điều phối viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Việc thành lập Bộ Chỉ huy quân sự hỗ trợ Ukraine được cho là nỗ lực nhằm bảo vệ cơ chế viện trợ trước khả năng ông Donald Trump, người có nhiều quan điểm bất đồng với các thành viên NATO, quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Bộ Chỉ huy quân sự hỗ trợ Ukraine dự kiến sẽ có tổng quân số khoảng 700 người, bao gồm cả quân đội đồn trú tại trụ sở quân sự của Bộ Tư lệnh Tối cao các lực lượng Đồng minh châu Âu, NATO-CHEP, và tại các trung tâm hậu cần ở Ba Lan và Romania. Căn cứ tại Wiesbaden, Đức cũng là địa điểm Mỹ dự kiến đặt tên lửa tầm xa vào năm 2026 để đối phó với tên lửa của Nga đặt gần Kaliningrad, cách Berlin khoảng 500 km. Trước đó, ngày 14 tháng 10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn Steadfast Nun với sự tham gia của 2.000 binh sĩ từ 13 quốc gia liên minh và 60 máy bay quân sự ở Bắc Âu. Cuộc tập trận sẽ diễn ra chủ yếu ở Anh, khu vực biển Bắc cũng như ở Bỉ và Hà Lan. Theo tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch và chuẩn bị hơn một năm. Đồng thời, trong cuộc tập trận không có kế hoạch sử dụng vũ khí chiến đấu. Cuộc diễn tập sẽ chứng minh cho mọi đối thủ thấy rằng NATO sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào. Steadfast Nun sẽ kéo dài 2 tuần với 8 căn cứ không quân được huy động tham gia. Nhiều loại máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu hộ tống và máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay trinh sát và lực lượng tác chiến điện tử cũng tham gia tập trận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, cuộc tập trận Steadfast Nun của NATO chỉ làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh xung đột vẫn diễn ra ác liệt ở Ukraine.
Cũng theo người phát ngôn Điện Kremlin, không thể đàm phán về vũ khí hạt nhân với Mỹ trong bối cảnh đang có một cuộc chiến chống lại Nga với sự tham gia gián tiếp và thậm chí trực tiếp của các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp. Trên thực tế, Tổng thống của chúng tôi đã nói về điều này. Nga coi những cuộc đàm phán như vậy là cần thiết và chúng tôi không thể bị trì hoãn. Nhưng chúng tôi phải xem xét tất cả các vấn đề an ninh một cách tổng thể, có tính đến tình hình hiện tại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ tuyên bố của Bruno Kerr, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức, về việc các lực lượng Nga sẽ có khả năng tấn công lãnh thổ NATO chậm nhất là vào cuối thập kỷ này. Ông Peskov nói, Nga chưa bao giờ di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự của mình về phía NATO, mà luôn luôn là ngược lại. Do đó, nếu nói rằng lực lượng vũ trang Nga gây nguy hiểm cho bất kỳ ai là hoàn toàn sai, phi logic và quan trọng nhất là mâu thuẫn với toàn bộ tiến trình lịch sử đã dẫn đến cuộc đối đầu mà hiện nay chúng ta đang cùng nhau trải qua. Chia sẻ trên mạng xã hội X hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kasčiūnas đã đăng hình ảnh về hàng rào răng rồng và cho biết Vilnius đã gia cố thêm một cây cầu bắc qua sông Nemunas trên tuyến đường từ Kaliningrad. Vị trí của cây cầu sẽ khiến nó trở thành tiền tuyến nếu như xung đột Nga-NATO bùng nổ. Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho hay các công sự đang được lắp đặt theo kế hoạch và một số cây cầu sẽ bị phá hủy. Các công sự sẽ được trang bị hỏa lực và trong trường hợp cần thiết để ngăn chặn cũng như sát hại đối thủ. Theo tạp chí Newsweek của Mỹ, dù Moscow không được đề cập trong tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Litva, nhưng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, sườn phía đông của NATO đã luôn được đặt trong tình trạng báo động cao. Ông Roger Hilton, nhà nghiên cứu quốc phòng tại Tổ chức Tư vấn Globsec có trụ sở tại Slovakia, nhận định, những động thái này cho thấy các quốc gia vùng Baltic quyết tâm đảm bảo những gì đã xảy ra với Ukraine sẽ không xảy ra với họ. Trước đó, ngày 2 tháng 10, quốc gia láng giềng của Litva là Latvia cũng đã triển khai các nhóm tác chiến cơ động được trang bị tên lửa phòng không tới Latgale, khu vực gần biên giới Nga-Latvia. Latvia còn thiết lập các radar chuyên dụng dọc theo biên giới để phát hiện máy bay không người lái UAV. Động thái này diễn ra sau khi một UAV Shahed của Nga rơi xuống thành phố Rezhne của Latvia vào ngày 7 tháng 9. Không có bằng chứng cho thấy lãnh thổ các nước NATO đang bị Moscow cố tình nhắm mục tiêu. Song theo thông tin được trang tin điều tra độc lập Vesta của Nga công bố vào tháng 9, các mảnh vỡ từ tên lửa và UAV Nga đã rơi xuống các nước thành viên NATO 20 lần. Trong số này có 13 vụ xảy ra ở Romania do nằm gần các cảng trên sông Danube của Ukraine, nơi thường xuyên bị Nga tấn công. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, mối quan hệ Nga-NATO càng trở nên căng thẳng hơn, dẫn tới nhiều nước trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tăng cường củng cố an ninh biên giới. Điển hình, ba quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Litva đã công bố triển khai xây dựng tuyến phòng thủ chung mang tên Tuyến phòng thủ Baltic hồi tháng 1. Tới tháng 5, Ba Lan cũng đã công bố dự án lá chắn phía đông trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ để củng cố các đường biên giới giáp vùng Kaliningrad của Nga và Belarus, một đồng minh thân thiết của Moscow. Theo Ba Lan, công việc xây dựng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và dự án xây các hệ thống công sự, giám sát, trinh sát và chống UAV sẽ hoàn thành vào năm 2028. Ông Roger Hurin, nhà nghiên cứu quốc phòng tại Tổ chức Tư vấn Globsec cho hay, tuyến phòng thủ Baltic với các cơ sở chống tăng và chống cơ động không chỉ là biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn Nga, mà còn là lựa chọn chính sách để đảm bảo nếu NATO cần được kích hoạt về mặt quân sự, vai trò của NATO sẽ là bảo vệ lãnh thổ, chứ không phải là giải phóng lãnh thổ. Thậm chí hồi tháng 6, Warsaw và các quốc gia vùng Baltic đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU xây dựng một bức tường dài 700 km dọc theo biên giới của họ với Nga và Belarus. Ba Lan còn tham gia cùng Hy Lạp, yêu cầu EU thiết lập hệ thống phòng không trên toàn châu Âu tương tự như Iridium của Israel. Ngoài việc nhắc tới các mối đe dọa quân sự, nhiều nước thành viên NATO còn cáo buộc Nga tiến hành tấn công hỗn hợp như các hoạt động bí mật gồm phát tán thông tin sai lệch và tấn công mạng. Phần Lan, quốc gia mới gia nhập NATO hồi năm 2023, cũng đã đóng cửa biên giới với Nga trước cáo buộc Moscow đẩy người di cư về phía biên giới Phần Lan. Moscow cũng bị cáo buộc gây nhiễu GPS ở khu vực Baltic, dẫn đến những cảnh báo về các mối đe dọa đối với kiểm soát không lưu.
Mới đây, tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer để thảo luận về việc NATO tăng cường hỗ trợ cho Kyiv nhằm đối phó với Nga. Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Cộng đồng năng lượng châu Âu cho biết Ukraine có thời hạn đến ngày 9 tháng 12 để duy trì việc tuân thủ các tiêu chuẩn châu Âu hoặc có nguy cơ mất chứng nhận nhà điều hành điện của châu Âu. Điều này có thể dẫn đến việc Ukraine mất khả năng nhập khẩu điện từ EU. Một lá thư từ Arthur Lokowski, Giám đốc Ban Thư ký Cộng đồng Năng lượng, gửi tới Ủy ban Quản lý Năng lượng và Tiện ích Quốc gia Ukraine, đã cảnh báo rằng Ukrainego hiện không đáp ứng được các yêu cầu của Chỉ thị châu Âu 2019-944. Theo Oleksandr Khachenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Ukraine, Ukrainego đã được chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn châu Âu vài tháng trước khi bắt đầu xung đột quân sự. Ông tuyên bố, một trong những lý do khiến cho công ty có thể bị hủy chứng nhận là do Ukrainego thiếu cơ chế quản trị doanh nghiệp chính thức sau khi hai thành viên ban giám sát bị sa thải do áp lực chính trị. Thứ hai, Ban Thư ký Cộng đồng Năng lượng yêu cầu điều lệ của Ukrainego phải phù hợp với các quy định của châu Âu nhằm bảo vệ các hoạt động kinh tế của công ty khỏi sự can thiệp của chính phủ. Theo quy định của Cộng đồng Năng lượng, Bộ Năng lượng không thể vừa là cơ quan xây dựng chính sách nhà nước, vừa là cổ đông quản lý một công ty. Thứ ba, Ban Thư ký EU nhắc nhở Bộ Năng lượng hiện là cơ quan hoạch định chính sách năng lượng và là cổ đông quản lý công ty về nghĩa vụ thành lập một đơn vị riêng lẻ để điều phối độc lập các đơn vị khai thác nhiên liệu và năng lượng. Lệnh 408/2022 phải được sửa đổi để đảm bảo rằng Ukraineco có thể hoạt động hoàn toàn độc lập khỏi sự can thiệp của Bộ và Bộ trưởng Bộ Năng lượng, bức thư nêu rõ. Ban Thư ký EU nhấn mạnh rằng mỗi điểm trong số này đã là lý do đủ để khởi động lại quy trình chứng nhận, vì mỗi điểm đều là trở ngại đối với các hoạt động độc lập của Ukraineco. Ban Thư ký Cộng đồng Năng lượng EU yêu cầu đánh giá việc tuân thủ của Ukraineco, và nếu không đạt được sự tuân thủ vào ngày 9 tháng 12 năm 2024, họ sẽ phải quay trở lại quy trình chứng nhận từ đầu. Ông Khachenko cảnh báo rằng nếu Ukrainego mất chứng nhận, Ukraine có thể mất nguồn điện nhập khẩu từ châu Âu. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng trước mùa đông mới khi đối mặt với cuộc ném bom của Nga. Trước đó, có thông tin cho rằng EU có kế hoạch tăng công suất xuất khẩu điện sang Ukraine như một phần của kế hoạch làm dịu sự trôi qua của mùa đông khi đối mặt với cuộc ném bom của Nga vào hệ thống năng lượng. Con số này cũng sẽ đáp ứng khoảng 12% nhu cầu của Ukraine. Do đó, việc có thể rút chứng nhận có nghĩa là Ukraine có quyền mất tiếp cận các khối lượng này. Trong một bối cảnh khác, tướng Harald Kuzak, cựu tham mưu trưởng của quân đội Đức và chủ tịch Ủy ban quân sự NATO nhận định rằng cứ điểm then chốt của Donbass là Pokrovsk chắc chắn sẽ thất thủ. Ukraine sẽ sớm phải từ bỏ thành phố Pokrovsk quan trọng của Donbass khi hệ thống phòng thủ của thành phố này dần dần sụp đổ trước các cuộc tấn công của Nga. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.